Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các động tác giúp mở khớp hông, kích hoạt vùng hông, vùng cột sống và vai, gáy, cổ của mình. Rồi khi nào các bạn sẵn sàng chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế ngồi kim cương. Giữ cho vai của mình thật thoải mái. Từ vị trí này, hít vòng hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Nhẹ nhàng, bạn đặt hờ một tay của mình trên bụng, tay còn lại đặt trên ngực, để cảm nhận hơi thở của mình được rõ ràng hơn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm trí hướng vào hơi thở. Khi hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và khi thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hít vào bình an và thở ra sự căng thẳng. Tiếp tục hít vào những suy nghĩ tích cực. Và khi thở ra, ta phóng thích tất cả những suy nghĩ tiêu cực, những trăn trở, lo âu trong cuộc sống thường ngày. Hãy lắng nghe âm thanh của cơ thể, lắng nghe hơi thở. Tập trung vào giây phút hiện tại. Tiếp tục hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Rồi nhẹ nhàng từ vị trí này, bạn thoát tay, sau đó đi bộ hai tay của mình về phía trước. Nâng vai, tiếp tục trường vai của mình về phía trước. Hít vòng hơi thật sâu, bạn hạ hai khuỷu tay của mình. Sau đó thở ra đi bộ nhẹ hai gối của mình về phía sau, mũi chân của mình duỗi. Từ vị trí này, thật chậm rãi ấn mạnh phần vai của mình xuống, nâng hông của mình lên và giữ đáy mắt nhìn về phía trước. Hít sâu và thở chậm, tư thế puppy. Cảm nhận vùng vai, gáy, cổ của mình đang được kích hoạt sâu ở đây. Hít thở, ba. 4 và 5, hít vào, nâng vai của mình lên. Sau đó thở ra, bằng hạ cho bụng của mình áp thảm. Lựa chọn số 1, ta có thể giữ đáy, tư thế nhân sư. Hoặc lựa chọn số 2, nếu được, bạn đi hai tay của mình ngang ngực. Hít vào, nâng cao vai của mình. Sau đó thở ra, ngã vai của mình về phía sau và giữ tiếp tư thế chó ngửa mặt. Cảm nhận phần vai của mình tiếp tục đang được kích hoạt sâu. Nếu được, nhấn mạnh phần hông của mình xuống, mắt nhìn về phía trước hoặc nhìn trên cao, giữ hai. Hít thở, ba. Liên tục mở mạnh hai vai của mình ra. Nếu được, bạn ép mạnh hai bả vai của mình hướng về phía nhau luôn. Hít thở, bốn. Tốt lắm, và năm, thở ra, ấn mũi chân, nâng hông, đẩy vai của mình về phía sau, tư thế chó cúi mặt. Nhấn vai, thả lỏng phần vai của mình hết mức có thể, mắt hướng về lỗ rốn hoặc bạn nhìn vào các ngón chân của mình. Người nhẹ nhàng từ vị trí này, hít vào, bạn nhón hai gót chân, đồng thời đánh chân phải của mình lên cao hết mức có thể. Thở ra, bước mạnh chân phải của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay, hạ đầu gối chân trái, mũi chân trái của mình duỗi, tay tạo thành hình chiếc cúp, đẩy hết hông của mình về phía trước, nhấn hạ phần hông. Hít vào, nâng hông, đẩy hông của mình về phía sau, thẳng gối phải. Sau đó thở ra, gập gối phải, đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông, mở ngực. Tương tự lần hai, hít vào, hông về phía sau, thẳng gối phải, đồng thời cúi gập. Thở ra, hông về phía trước, nhấn hông, mắt nhìn về phía trước. Ba, hít vào, hông sau, cúi gập, đúng rồi, thẳng gối phải của mình luôn. Thở ra, hông trước, nhấn hạ phần hông. Bốn, hít vào sau, thở ra chậm rãi, ta tiếp tục kích hoạt làm nóng phần hông của mình. Rồi từ vị trí này, nhẹ nhàng bạn áp tay trái của mình chạm thảm, sau đó dùng tay phải cố gắng đẩy gối phải của mình sang ngang. Lựa chọn số 1, bạn có thể giữ đây, mắt nhìn qua vai phải. Hoặc lựa chọn số 2, gập gối trái,
tay phải nắm lấy chân trái, kéo chân trái của mình hướng về phía mông, mở ngực, mở vai, hít thở, giữ. Hai, liên tục, bạn đẩy vai trái của mình về phía trước, đồng thời mở vai phải của mình về phía sau, cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Đồng thời liên tục nhấn hông, tách mạnh đầu gối chân phải của mình sang ngang, liên tục kích hoạt khớp hông của mình luôn. Hít thở, 3, 4, tốt lắm, và 5, thở ra, bạn thoát thế. Này, áp tay phải chạm thảm, đồng thời rút chân phải của mình về phía sau, ta vào lại tư thế chó cúi mặt, thả lỏng vai của mình hết mức có thể. Hít vào một hơi thật sâu, bạn đổi bên, đánh chân trái của mình lên cao. Thở ra, bước mạnh chân trái của mình về phía trước, hạ đầu gối chân phải, mũi chân phải của mình duỗi về phía sau. Nhẹ nhàng đẩy hông về phía trước, nhấn hông, mở ngực, mở vai. Thở ra, nâng hông, thẳng gối trái, đồng thời cúi gập sau. Tương tự lần hai, hít vào, hông trước, nhấn hông. Thở ra, hông sau, thẳng gối. Liên tục bạn kích hoạt, làm nóng ấm khớp hông ở vị trí này. Ba, hít vào, hông trước. Thở ra, hông sau. 4, hít vào, thở ra, cố gắng căng gối trái, cảm nhận cơ đầu gối bên trái đang được kích hoạt. Lần cuối, 5, hít vào, đẩy mạnh hông của mình về phía trước. Tương tự từ vị trí này, tay phải bằng áp thảm, sau đó dùng tay trái đẩy gối trái của mình sang ngang, mắt nhìn qua vai trái. Lựa chọn số 1 bạn giữ đây, hoặc lựa chọn số 2, gập gối phải. Tay trái nắm lấy chân phải, cố gắng kéo mạnh chân của mình hướng về phía mông. Và giữ, 1. Tiếp tục cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Liên tục đẩy vai phải của mình về phía trước, đồng thời mở mạnh vai trái về phía sau. 3. Hít thở. 4. Và 5. Thở ra, bạn thoát thế. Ngồi nhẹ nhàng, ta rút lại về tư thế chó cúi mặt. Bạn ấn mũi chân, nâng hông, đẩy vai của mình về phía sau, thả lỏng phần vai của mình hết mức có thể. Liên tục nhấn hạ phần vai. Hít vào, thở ra. Từ vị trí này hít vào, bạn bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía trước. Hai chân của mình mở ngang hông. Sau đó thở ra thật chậm rãi, cúi gập sau. Gập khuỷu tay, thả lỏng phần vai của mình. Mắt nhìn xuống. Hít thở, thả lỏng phần thân trên hết mức có thể. Giữ, 3, 4, 5, hít vào, tư thế đứng, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Sau đó thở ra, tư thế squat, bạn gập gối đẩy hết hông của mình về phía sau, hai tay nắm lấy nhau, hạ ngang ngực. Ở vị trí này liên tục, bạn đẩy hông của mình về phía sau, đồng thời hạ thấp phần hông của mình xuống. Cố gắng siết chặt cơ mông, siết chặt cơ đùi, cuộn hai đùi của mình vào bên trong. Hít thở, 4, và 5, hít vào, hai tay của mình lên, đứng lên. Thở ra, tư thế squat, gập gối, đẩy hông của mình về phía sau. Tương tự lượt 3, hít vào, tay lên. Thở ra, đẩy mạnh hông của mình về phía sau. 4, hít vào, căng lường hết mức có thể. Thở ra, siết chặt cơ mông của mình luôn. Lượt cuối, 5, hít vào, căng lường. Thở ra, gập gối, lúc này bạn hạ hẳn hông của mình xuống, ta vào tư thế ngồi xổm, hai tay chắp ngang ngực. Lúc này dùng khuỷu tay, bạn cố gắng đẩy căng hai gối của mình sang ngang, cảm nhận khớp hông của mình đang được kích hoạt. Mắt quan sát về phía trước. Giữ, 1, 2, 3, 4, nơi 5, nhẹ nhàng, hai tay của mình áp thảm. Hít vào, nâng hông của mình lên. Sau đó thở ra, bạn bước mạnh chân phải của mình về phía sau, ấn mũi chân. Áp lòng bàn tay phải, nâng tay trái, mắt nhìn qua vai trái. Bạn giữ đây, hoặc nếu được, cố gắng ngã vai trái của mình về phía sau. Tiếp tục kích hoạt cơ sống lưng, đồng thời kích hoạt khớp hông của mình ở đây. Tiếp tục hít vào, bạn hạ cho tay trái về phía trước, sau đó thở ra rút chân phải,
gập gối hạ hông ta vào tư thế ngồi xổm. Tương tự lần hai hít vào nâng hông lên, thở ra bước chân phải về phía sau, xoắn cơ sống lưng, mắt nhìn qua vai trái. Hít vào vai chính diện, thở ra tư thế ngồi xổm. Ba, hít vào chân phải phía sau, thở ra xoắn hạ thấp phần hông phải của mình xuống. Hít vào chính diện, thở ra ngồi xổm. Tiếp tục 4, hít vào, xoắn cơ sống lưng, mở căng vai trái, thở ra tư thế ngồi xổm, mở ngực, mở vai. Lượt cuối, hít vào, chân phải về phía sau, xoắn cơ sống lưng, mở căng vai. Thở ra, hạ vai trái, bước mạnh chân phải của mình về phía trước, ta về lại tư thế ngồi xổm. Tương tự, bạn đổi bên, hít vào, nâng hông lên, thở ra, bước chân trái của mình về phía sau, ấn mũi chân. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay phải, nếu được mở mạnh vai phải của mình luôn, xoắn cơ sống lưng của mình hết mức có thể, mắt nhìn qua vai phải. Hít vào, hạ tay phải, rút chân trái về phía trước, tư thế ngồi xổm. Thở ra, nâng hông, bước mạnh chân trái của mình về phía sau, xoắn cơ sống lưng, mở mạnh vai phải hết mức có thể. Ba, hít vào tư thế ngồi xổm, thở ra xoắn cơ sống lưng của mình. Bốn, hít vào, bước mạnh chân trái về phía trước, ngồi xổm, thở ra chân trái về phía sau, xoắn cơ sống lưng. Lượt cuối, hít vào tư thế ngồi xổm, thở ra xoắn cơ sống lưng, mở căng vai phải của mình ra. Sau đó từ vị trí này bạn hạ tay phải của mình xuống, đồng thời bước mạnh chân phải của mình về phía sau, trường vai, siết chặt cơ bụng, tư thế tấm ván, cố gắng giữ cho vai và hông của mình trên một đường thẳng là đúng. Hít thở ở đây. 3, 4 và 5, nhẹ nhàng gập khuỷu tay, hạ bụng, ngực áp thảm. Hít vào tư thế chó ngửa mặt, mở ngực, mở vai, đẩy cong cơ lưng. Và thở ra, mở ngực, mở vai. Hít vào tư thế chó cúi mặt, ấn mũi chân, nâng hông. Thở ra, nhấn vai hết mức có thể. Từ vị trí này hít vào, đánh chân phải của mình lên cao. Thở ra, bước chân phải của mình về phía trước, đồng thời di chuyển tay phải của mình vào bên trong. Nhẹ nhàng bạn đi bộ hai tay của mình về giữa hai chân, giữ cho hai chân của mình song song với nhau. Hít vào trường vai, thở ra cúi gập sau, áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Nếu được, bạn tiếp tục đi bộ hai tay của mình vào phía sau luôn, liên tục gập sâu hơn nữa nếu được. Giữ 1, cố gắng đẩy căng hai gối của mình về phía sau, cảm nhận cơ nhận chân của mình đang được kích hoạt. 2 3 4, tốt lắm. Và 5, hít vào, nâng cầm, mắt nhìn về phía trước. Sau đó thở ra, từ vị trí này bạn gập đầu gối chân phải, đẩy hông và vai về phía bên phải, đồng thời nhấn hạ phần hông của mình xuống hết mức cơ thể. Hít vào, về chính diện, hông lên. Thở ra, bạn đổi bên, gập gối trái, ấn hông về bên trái. Lựa chọn số 1, bạn giữ ở đây, hai tay của mình chạm thảm. Hoặc lựa chọn số 2, tay chắp ngang ngực. Tương tự lượt hai, hít vào, nâng hông lên, chính diện. Thở ra, bạn đổi bên, hông bên phải. Hít vào, thở ra, hông trái. 3, hít vào, hông phải, nói mình đi nhanh hơn nữa. Thở ra, hông trái, liên tục nhấn hông của mình xuống. 2 lượt nữa, 4, hít vào, hông phải, hạ hông. Thở ra, hông trái. Lượt cuối, hít vào, hông bên phải, nhấn hông. Sau đó nếu được, cho mông của mình chạm thảm luôn. Bạn tiếp tục giữ vị trí này, hoặc nếu được, vòng tay phải về phía sau chân phải, tay trái vòng sau lưng, hai tay nắm lấy nhau, đồng thời xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể. Liên tục, bạn đẩy vai phải của mình về phía trước và mở mạnh vai trái. Giữ 2, mắt nhìn lên. 3, hít thở, đúng rồi. 4, và 5, thở ra chính diện. Hít vào, nâng hông lên. Thở ra, bằng đổi bên. Tương tự gập gối trái và hạ hông của mình xuống. Giữ vị trí này, hoặc nếu được, tay trái vòng phía sau chân trái, tay phải vòng sau lưng, hai tay nắm lấy nhau, xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể.
Liên tục, bạn mở mạnh vai phải, mắt nhìn lên, giữ 1, 2, hít thở, đúng rồi, 3, tiếp tục đi bộ, hai tay của mình hướng về phía nhau, nắm sâu hơn nữa, 4, và 5, thở ra nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Này, từ vị trí này xoay người về phía bên phải. Sau đó duỗi mạnh chân trái của mình về phía trước, hai chân ép sát vào với nhau, giữ cho lưng của mình một đường thẳng. Hít vào từ vị trí này, bằng gập người của mình về phía trước, hai tay hướng về phía chân, nếu được tay nắm lấy chân, vừa trường vừa gập sâu hết mức có thể, mắt nhìn về phía trước, giữ 1, hít thở sâu 2, 3, 4, 5, hít vào, trả vai của mình về chính diện. Sau đó thở ra, bằng bắt chéo hai chân, đi bộ hai tay của mình về phía trước, nâng vai, nâng hông và đứng trên hai đầu gối. Từ vị trí này, hạ hai khuỷu tay của mình xuống, đan xen các ngón tay. Lúc này thật chậm rãi, bạn trượt hai gối của mình sang ngang, đồng thời trường vai của mình về phía trước, hạ thấp phần hông cho bụng của mình áp thảm. Ta vào tư thế còn ít, liên tục nhấn mạnh phần hông của mình xuống, liên tục hít thở sâu, cố gắng thư giãn phần hông của mình ở đây, giữ 1, 2, đúng rồi, liên tục nhấn hông của mình xuống, 3, tốt lắm, 4 và 5. Sau đó từ vị trí này hít vào, bằng duỗi chân phải của mình sang ngang, thở ra duỗi chân trái của mình sang ngang. Sau đó liên tục nhìn phải, nhìn trái, bạn đi bộ các ngón chân của mình hướng về phía vai, càng gần vai càng tốt, lắng nghe cơ thể của mình. Này, tiếp tục đi bộ chân cho tới khi nào bạn không đi bộ được nữa. Từ vị trí này, hai tay của mình áp ngang ngực, hít vào, nâng vai, nâng hông của mình lên. Sau đó thở ra, đi bộ hai tay của mình hướng về phía hông, càng gần hông càng tốt. Bạn giữ đấy, hoặc nếu được, cố gắng trượt mạnh hai gót chân của mình sang ngang, đồng thời hạ hông của mình xuống thảm luôn. Ta vào tư thế xoạc ngang, liên tục lắng nghe cơ thể của mình. Nếu bạn thấy căng và mỏi thì hãy thoát thế. Đúng rồi, được nữa thì hai tay của bạn vòng về phía sau lưng, chắp hai tay, xoay cổ tay cho ngón tay của mình hướng lên phía đầu, lắng nghe cơ thể, giữ 1, 2, hít thở sâu, hướng hơi thở về phía hông của mình, 3, 4 và 5, thở ra, thoát tay, đồng thời bạn di chuyển hai chân của mình về phía trước, gập đầu gối, áp hai lòng bàn chân của mình vào với nhau, hai tay nắm lấy chân, sau đó quạt chân của mình lên xuống, tư thế còn bướm bướm, giúp thư giãn khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân của mình, là tư thế hồi phục rất hiệu quả sau khi bạn thực hiện các tư thế xoạc dọc hoặc là xoạc ngang. Cố gắng thư giãn phần hông của mình ở đây, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Này, bằng gập gối, nâng gối của mình lên, hai tay vòng ôm lấy gối, hít vòng hơi thật sâu, bằng trũng lưng, ngã đầu của mình về phía sau. Sau đó thở ra, gù lưng cho cằm hướng về phần ức. Hai, hít vào, trũng lưng. Thở ra, gù lưng. Ba, hít vào, trũng lưng, mở ngực. Thở ra, bằng gù lưng cằm hướng về ức. Bốn, hít vào thật sâu. Thở ra, chậm rãi. Lượt cuối, năm, hít vào. Và thở ra, gù lưng. Ngồi giữ đây trong chốc lát. Cảm nhận cơ sống lưng, cơ hông của mình đang được thư giãn tối đa. Ngồi nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Duỗi hai chân của mình về phía trước. Sau đó ta lắc nhẹ cổ chân, lắc nhẹ cổ tay, lắc nhẹ đầu. Thả lỏng tâm trí, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Và buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, xin mời các bạn đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste. Chúc các bạn một ngày vui.